ở đây có một Phật tử hơi tiến bộ hỏi tôi thế này: kính bạch hòa thượng, qua kinh sách mình thầm nhận nơi thân năng quẩn này có Phật tánh, như thế có phải là đã chiếm tánh hay chưa? Nếu chưa thì phải thế nào mới chiếm tánh? Cúi kinh hòa thượng từ bi chỉ dạy cụ thể để chúng con áp dụng tu hành. Câu này thì nó quan trọng. Hồi nãy tôi đã nói chuyện ngài Phong Nguyệt, ngài khóc vì ở trong chúng 500 người, người thông thì nhiều, người kiếm tánh thì không có. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà quý Phật tử sẽ nhận rõ thông là thông cái gì, kiếm tánh là kiếm cái gì. Cái chỗ này nếu nói mình nương kinh sách mà hiểu ở mình ở trong thân năm quẩn có cái Phật tánh không sanh không diệt, hiểu như vậy chưa phải là kiếm tánh, chỉ là thông thôi, thông hiểu. Mà kiếm tánh là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng không có quên, không có cái mất, không mất cái thật đó, thì lúc đó mới gọi là kiến tánh. Thành ra kiến tánh là phải quân tu. Như hồi nãy tôi nói, quý Phật tử khi mà mình có cái thấy, cái biết mà không chấp đó, thì đó là niết bàn. Chấp thì nó chưa phải niết bàn. Thì như vậy quý Phật tử biết rồi, biết thấy biết mà không chấp là vậy đó. Nhưng mà chừng nào cả năm mình thấy biết mà đều không chấp hết, đó mới chưa thiệt. Còn giờ phút này không chấp, qua giờ phút khác chấp thì chưa phải thiệt. Cái nhỏ thì không chấp, cái lớn thì chấp, chưa phải thiệt. Nhớ vậy đó. Cái thiệt hay không thiệt nó còn ở tùy thuộc chỗ mình huân tu sâu dày hay cạn mỏng. Cạn mỏng thì chưa thiệt, nó người lé rồi, chừng sâu dày mới là thiệt. Cho nên là quý vị mới thấy nhiều người nói đạo hay lắm, ngồi bàn nói thiền nói đạo thì mới sanh đâu nè, mà nếu gặp việc gì tích cái thì nói sanh la hoàn toàn. Đó thì cái đó là thấy mới nghe tưởng như người đã kiếm tánh rồi, nhưng mà rồi không có gì hết. Bởi vậy cho nên phải hiểu cho rõ chỗ đó, kiếm tánh là khi luôn luôn sống được cái thịt đó, thấy rõ như không bao giờ thiếu nó. Trường hợp nào bao giờ cũng có nó hết. Cho nên quý vị đọc trong chứng đạo ca của ngài Quyền Giác đó, có câu mà nói là giả sử như dòng lửa quay trên đầu đó mà định huệ ngài cũng không mất. Đó là thực là thứ kiếm thánh là thứ vậy đó. Thứ vậy đó mới là làm chủ được, mới là giải thoát sinh tử được. Còn mình cứ nói thì hiểu phải rồi, tôi biết cái đó là có rồi đó. Nhưng mà biết thì để đó, còn cái chuyện thế tình thì cứ vẫn sống như thế tình thì không loại kiếm thánh được. Đó, đó là cái trả lời câu hỏi của Phật tử rồi. Cái trả